hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý của bầu trời đêm tháng 7 năm 2019. Các pha mặt trăng. Vào ngày 3 tháng 7, mặt trăng sẽ đi vào pha trăng mới. Mặt trăng sẽ xuất hiện cùng phía với mặt trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm tốt nhất tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà hay các cụm sao, bởi vì không có sự lấn át của ánh trăng. Vào ngày 17 tháng 7, mặt trăng sẽ đi vào pha trăng tròn. Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối và sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời khi nhìn từ trái đất. Lần trăng tròn này còn được biết đến bởi các bộ lạc bản địa cổ ở Mỹ với tên gọi là trăng hươu, bởi những chú hươu đực đã bắt đầu mọc sừng vào thời điểm này. Lần trăng tròn này cũng còn được gọi là trăng sấm hay trăng rơm. Theo âm lịch Việt Nam, ngày này là ngày rằm tháng 6. Các hành tinh buổi tối. Sao Thủy xuất hiện thấp trên đường chân trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Hành tinh này sẽ xuất hiện thấp dần và biến mất khỏi bầu trời đêm vào cuối tháng. Trong tháng này, Sao Thủy sẽ nằm ở khu vực của chòm sao Cự Giải. Một chiếc kính thiên văn sẽ giúp bạn nhận ra hành tinh này cũng có các pha như mặt trăng. Sao Mộc lên cao vào đầu buổi tối trên bầu trời Đông Nam. Trong tháng này, Sao Mộc sẽ nằm ở khu vực của chòm sao Xà Phu. Một chiếc ống nhòm sẽ giúp bạn nhận ra 4 vệ tinh lớn của Sao Mộc. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhìn thấy các sọc mây trên bề mặt của hành tinh khí khổng lồ này. Vào ngày 13 tháng 7, Sao Mộc sẽ xuất hiện ngay sát cạnh mặt trăng Bán Nguyệt. Sao Thổ tỏa sáng trên bầu trời Đông Nam vào lúc tối muộn. Trong tháng này, Sao Thổ sẽ nằm ở khu vực của chòm sao Cung Thủ. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhận ra vành đai tuyệt đẹp của hành tinh khí khổng lồ này. Vào ngày 9 tháng 7, Sao Thổ sẽ ở vị trí xung đối. Hành tinh khổng lồ bao quanh bởi vành đai tuyệt đẹp này sẽ tiến đến vị trí gần trái đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ mặt trời về phía trái đất. Sao Thổ sẽ sáng hơn bất kỳ thời gian nào trong năm và sẽ hiện diện suốt đêm dài. Đây là thời gian tốt nhất để quan sát, chụp ảnh Sao Thổ và các vệ tinh của nó. Vào ngày 16 tháng 7, Sao Thổ sẽ xuất hiện ở ngay cạnh mặt trăng tròn. Các chòm sao và các vật thể sâu. Bầu trời đêm mùa hè đầy sao như một rừng kho báu đầy ắp các viên đá quý lấp lánh.
chòm sao bọ cạp là một chòm sao nổi bật. Đây là một trong số ít chòm sao quan sát rõ như một đối tượng thiên văn trước khi nó được đặt tên. Con bọ cạp này thì dễ dàng để lần theo dấu vết trên bầu trời đêm. Các bộ phận như đầu, chiếc đuôi cong và ngòi nọc độc của bọ cạp có thể trông thấy một cách rất rõ ràng. Tại trái tim của con bọ cạp này là một ngôi sao màu đỏ thẫm. Màu sắc của nó gần giống với màu đỏ của sao hỏa. Trong thần thoại Hy Lạp, sao hỏa có tên gọi là Ares. Các nhà chiêm tin Hy Lạp cổ đại ngắm hai thiên thể màu đỏ này, đặt tên cho ngôi sao là Antares, có nghĩa là đối thủ của Ares, tức là đối thủ của sao hỏa. M4 là một cụm sao cầu kỳ thú, còn có tên gọi là cụm sao mắt mèo, nổi bật lên khi hướng kính thiên văn cỡ nhỏ đến để quan sát. Quần thể tinh cầu này là một bộ sưu tập của hàng trăm ngàn ngôi sao nằm gần nhau, liên kết chặt chẽ bởi lực hấp dẫn. Cụm sao này nằm ngay phía bên phải ngôi sao Antares trong chòm sao bọ cạp. Vùng trung tâm thiên hà của chúng ta nằm trong khu vực của chòm sao cung thủ. Đây là một chòm sao rộng lớn, mang hình tượng là một sinh vật nửa người nửa ngựa đang giương cung bắn. Vùng trời này được lấp đầy bởi vô số các ngôi sao, các cụm sao cầu, các tinh vân sáng và tinh vân tối. Quan sát chòm sao cung thủ bằng cách tìm một nhóm các ngôi sao có hình dạng như một chiếc ấm trà. Các bộ phận như tay cầm, nắp ấm và chiếc vòi của ấm trà rất dễ để nhận thấy. Dưới bầu trời tối, dải ngân hà trông như đang chảy ra từ miệng của chiếc ấm trà vũ trụ này. Nhiều vật thể sâu tập trung tại khu vực này của bầu trời đêm mùa hạ. Hãy sử dụng một cặp ống nhòm để nhìn lướt qua một số vật thể đầy ngoạn mục. Khí và bụi của Thiên Vân Lagoon được chiếu sáng rực rỡ bằng năng lượng của các ngôi sao trẻ và nóng nằm bên trong nó. Trong ba thùy của Thiên Vân Trẻ Ba, các dải bụi đen xuất hiện một cách rõ ràng, che khuất đi sự phát sáng của đám khí nóng phía đằng sau. Tinh vân Omega tỏa sáng rực rỡ, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy các ngôi sao nóng nhất, bởi vì chúng được bao bọc sâu bên trong tinh vân này. Chỉ có các kính thiên văn hồng ngoại mới có thể nhìn xuyên qua khí và bụi để phát hiện ra chúng. M22 còn có tên gọi là cụm sao cung thủ, là một trong những cụm sao cầu sáng nhất trên bầu trời và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một cụm sao cầu tương đối gần, chỉ cách chúng ta khoảng 10.000 năm ánh sáng. Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý. Vào đêm 16, rạng sáng 17 tháng 7, sẽ diễn ra hiện tượng nguyệt thực một phần. Nguyệt thực một phần xảy ra khi có một phần của mặt trăng đi qua vùng bóng tối của trái đất. Trong quá trình diễn ra loại nguyệt thực này, một phần của mặt trăng sẽ bị tối đen khi nó đi qua bóng của trái đất. Nguyệt thực lần này sẽ hiện diện ở hầu hết khu vực châu Âu
châu Phi, vùng trung tâm châu Á và Ấn Độ Dương. Việt Nam có thể quan sát được nguyệt thực lần này bắt đầu từ sau nửa đêm. Nguyệt thực nửa tối bắt đầu từ 1 giờ 43 phút rạng sáng thứ tư, 17 tháng 7 năm 2019. Bóng nửa tối của trái đất sẽ bắt đầu che khuất bề mặt của mặt trăng. Nguyệt thực một phần sẽ bắt đầu từ 3 giờ 1 phút khi mà mặt trăng bắt đầu thực sự bị che khuất. Mặt trăng sẽ bắt đầu có màu đỏ tối. Vào lúc 4 giờ 30 phút, nguyệt thực sẽ đạt cực đại. Mặt trăng sẽ nằm ở gần trung tâm của bóng tối, độ che phủ tối đa sẽ đạt 65%. Việc quan sát nguyệt thực một phần ở Việt Nam sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ 28 phút khi mà mặt trăng sẽ lặn xuống dưới đường chân trời. Vào đêm 29 rạng sáng 30 tháng 7 sẽ diễn ra trận mưa sao băng Bảo Bình Delta. Bảo Bình Delta là một trận mưa sao băng trung bình với khoảng 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh. Trận mưa sao băng này được cho là xuất phát từ tàn dư bụi để lại của sao chổi Marsden và Crust. Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8. Cực đỉnh năm nay sẽ diễn ra vào đêm 29 rạng sáng 30 tháng 7. Mặt trăng lưỡi liềm cuối tháng sẽ không gây ảnh hưởng đến việc quan sát mưa sao băng, khiến cho đây là một trong những trận mưa sao băng tuyệt vời của cả năm. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối và thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Bảo Bình, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên bầu trời. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website vatlythienvan.com để tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.